Xin chào cả nhà nha. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Giờ này nắng. Ơi. Nó mua bim bim hả? Bim bim. Ngon không? Tèo làm gì Tèo ơi? Làm gì? Bán chơi chơi hả? Lựa mấy cây sắt hình như cục cục á, bán hết luôn đi. Nay anh Mười với anh Mười cái miếng ở sau lưng anh nó bán luôn đi. Cái miếng thiết đó nó đâu làm gì đâu đúng không? Bán luôn. Để làm gì? Ừ, bán sạch cho nó gọn đi. Anh thích cảnh ở ngoài này lắm. Xong nước. À, quay con ăn gì? Mời cả nhà ăn đi. Mời ai nữa? Trời ơi, mời bác Phúc ăn bim bim, giỏi vậy ta. Mời ai nữa? Mời chị Thảo hả? Ừ. Mời ai nữa? Mời ai bốc bán chảo. Mời với Tèo khiên cho chai bán đó nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đưa ra đắp đất. Mới đặt nó bọng rồi cả nhà. Thì cái nước lạ lạ vô là có đối nó khoái lắm anh Mười. Dạ. Không bọng cái đất này nhỏ quá cho nên không có đặt được cái cống cho nên mình làm ống bọng nha. Ôi ôi coi cá cả nhà. Nó đi bay bay luôn kìa. Nguyên cá nhóc rồi Nguyên. Đó. Đó, ôi cá bự, có cá bự luôn kìa anh. Ôi Nguyên bày cá con, cá đó chắc cá phi quá. Kìa Nguyên bày nhỏ kìa. Trời ơi, con Nguyên. Kìa đó, ôi rồi Nguyên bậy kìa. Đó kìa đây nè, con nhìn đây nè. Đó kìa nó lên kìa, đó thấy chưa? Đó. Nguyên thấy chưa? Nay ra lắp cửa hả? Lắp cửa cả nhà, nay thử ra lắp cửa luôn.
rồi ra mới đắp cái đường này. Sao anh? Này làm cái lùa xong rồi mở này cái đường. Cứ lùa à? Không biết cái thùng nó đưa vô cái lỗ đó được không? Được, em định thảy vô trong đó đó chứ. Cửa kiến ở đây em. Gỗ này nữa hả? Gỗ mà. Cái này nè, cái màu gạch này nè. Được rồi. Tính lá nó bằng gỗ luôn mà lá sao lùa? Lùa không lùa mày kéo không đã kéo ra cho nó. Hả? Kéo đó. Mở thì nó chiếm diện tích chứ. Không lại cái cánh đây nè. Mở ra cái tới đây. Ủa lùa vậy rồi mình có khóa được không em? Được chứ. Ừ, em làm cho chìa khóa luôn nha. Đã không khóa hết chứ đi. Đã không khóa lại à. Làm gì lên lết lết vậy? Chuyện đó đi, cái bà chứ đi cái dạ nhờ nhờ nó ra lên phụ khiên giùm. Không còn miếng mấy miếng nhôm mà. Dạ. Yeah. Được chứ sao không anh, còn diện tích bự mà. Không nhưng mà những đồ đó chắc có lẽ là em để vô cái hầm anh ơi. Dạ em để vô cái hầm á. Còn ở ngoài này thì em để đồ mình xài hàng. Chú làm gì vậy? Chú làm đó làm gì? Đó máy hả? Ôi. Ôi đi ra con, đi ra bụi, đi ra. Lên bác mời đi, bụi. Mình xuống làm đồ ăn cả nhà. Thì hồi nãy hàng nấu cơm rồi, bây giờ mình xào thịt bò cái đó ăn nha. Thì thịt bò hôm bữa chị Thảo mua còn, thì hàng còn để lại nè. Thì làm ăn hết, bây giờ bữa nay làm. Đẩy đưa ra với mấy ông thợ món thịt bò xào xào khổ qua. Khổ qua này Tèo đi mua giùm cho nè. Bây giờ mình làm cái khổ qua này cả nhà. Mình ra mình sắc thịt bò nha. Thịt bò nè cả nhà. Thịt bò này chị Thảo nó ngon lắm luôn á. Mà thiệt nhìn nó mềm mà nó mỏ mỏ. Vậy là ngon lắm nè. Này thịt này chị Thảo nó làm gì cũng ngon á. Mà Hằng thấy ngon thiệt. Hằng đi xào hủ qua nha. Bây giờ mình sắc cái này. Mình xào hủ qua. Hủ qua nhường cho mấy con mắm nè. Không biết anh Tâm thích ăn mắm chiên. Mình ra đem qua cho anh Tâm mấy con mắm. Mắm cá lóc. Mình cho ít ổi với hành vô cho mình chiên mắm nha. Nó đâu được mấy cái mắm cá lóc nè, thơm quá. Giờ mình lấy khứa thôi mình chiên. Xong rồi nha. Chiên mắm xong rồi đó. Giờ mình qua cái xào thịt bò. Thịt nó mềm ngon ghê. Mình cho ít dầu hào, cho một mỏng xíu, một mỏng xíu đường, thiếu tiêu.
ngon. Mà nghĩ sao? Đang chín đi. Ôi, khô qua vô. Khô qua với hả? Sắc ít hành lá bỏ vô. Tôi ra vô rửa tay ăn cơm rồi. Giờ này chưa rồi. Chín rồi nè. Không như sao hơi chín quá rồi đó. Cho miếng tiêu lên. Xong. Khóa lại. Gì? Chung vô nó khóa lại. Khóa rồi. Trong đó mà khóa một chút cho ngợp oxy chết không ta? Chết thiệt. Có miếng chó đâu. Chết thiệt chứ không có chết chơi đâu. Ồ có này vô đẹp quá ha. Ơi. Trò chơi nè Nguyên. Nó. Chú này làm đã quá. Nó. Thôi à, chỉ nó thục tới thục luôn rồi có bên. Nó. Nó mấy đường luôn. Đã không? Đã không? Có trò chơi rồi Nguyên ơi. Có trò chơi. Trò chơi vậy? Của ai vậy? Trò chơi của Nguyên hả? Cái đó là trò chơi của Nguyên đúng không? Dạ. À cái đó không phải là trò chơi. Mở cửa ra. Nấu nồi cơm rồi. Điện kêu tèo xuống ăn này. Sớm giờ mực chắc mực ăn rồi, sáng ngày lo cơm nước cho con cái ăn xong rồi giờ đi cho em tèo xuống nhường chắc đi làm luôn á. Rồi ăn cơm, ăn cơm ngon quá Nguyên ơi. Cái này mắm nha cả nhà, mắm cá lóc, thịt cá lóc nè, đầu cá lóc này hàng làm có nửa cái con hôm qua em nhường á, thấy anh Tâm thích ăn mắm chiên á nên cho. Hồi này hàng chiên bò, bò của chị Thảo cho, thịt bò này mềm mềm ngon ghê. Ăn rồi mới đứa em nó làm nó lên ăn sao, rửa tay cơm nè em ơi. Nguyên lên ăn cơm rồi ngồi ba kìa. Mời nhà ăn cơm cơm nóc nhường cho, nhường cho. Nó không? Đó nó bay. Vỏ keo trên cao. Có vậy đó. Về đây gọi đi sớm, đi sớm rồi. Đúng rồi, tối rồi em
Ăn lại đi, à, thịt xào còn. Mê mồi luôn, cái thịt ngon ghê. Cái gì cái món mắm này là ít, lâu lắm mà nhiều người lâu lắm mới được ăn nè. Ừ. Cái chỗ mà như tam giác nhá. Bự. Ăn đi, ăn cơm với ba kìa. Ngồi ăn với ba. Gấp thịt cho thịt bò cho. Nguyên mời ăn cơm Nguyên. Gắp thịt bò cho em ăn. Mời ở nhà Nguyên. Mời ở nhà ăn cơm. Rồi. Ba. Thịt bò lại luôn. Rồi. Thì ăn rồi đi rồi mua. Ăn đi. Cơm đi con. Để thịt vô ăn. Ủa xài điện này mà nó cũng yếu hả? Sao? Bởi mình cái điện sáng. Sáng mà điện không vậy? Sao mày lúc đầu mà đăng ký cho học điện kia ta? Ủa điện thắp sáng của mình quan trọng, điện thắp sáng hả? Không y gì điện này nè, ta cũng xài bình thường mà. Ở đây là nó tới hai chạm nè, chạm dưới đây, chạm dưới đây nè. Cũng là hai thùng. Thùng này nó đi ngược lên xóm. Nhà muốn để nhà chú Chí đi ngược lại xuống này thấy không? Thùng dưới. Một cái chỗ cốc, cái chỗ dưới này xa. Cái thùng. Yếu yếu là mấy thằng mua cơm nữa. Cơm đi con, ngồi dậy ăn cơm nào ngoài coi. Này còn lỗ đan ra ngoài nữa anh. Lỗ đan. Tôi ra ăn đi. À sao còn ra ăn đi. Sáng giờ phải.
Hết biết mới được tắm. Rồi hồi tắm được không chịu ra nghỉ. Dạ, lên lên em vụ hết chứ thì nó mới được tắm. Tắm rồi nó không chịu nghỉ. Bạn đồ nó không cho chạy vòng rồi. Rồi vậy. Chồng nè. Bạn đồ nó không chịu bằng đồ. Cá đồ nó rồi không chịu bằng vô. Kìa. Đang sạch nồi luôn cả nhà ơi. Nha. Còn miếng nào ăn đi. Tôi đang ăn cho hết luôn đi. Nguyên còn nguyên trái hả Nguyên? Ba cũng thích nữa, ba của Hoàng cũng thích cái mắm này là đem đi chiên. Cay quá. Này mắm ngon. Mắm này dễ làm, vô vô trái tỏi cho thơm vô. Để mắm vô nè. Ui vô vô. Tỏi vô. Hành vô. Khi lên cho thơm. Để mắm vô. Để miếng đường, miếng bột ngọt. Miếng đường, miếng bột ngọt cái mình thêm miếng nước vô. Cái mình làm cho nó mềm ra vậy nè. Ngon lắm cả nhà. Này mày chấm dưa leo. Ngồi ăn cơm mà xung quanh nước nha. Mát. Mấy ông thợ gáp ra mấy cái tủ ra đây mày đốt nè. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ con con ơi. Ăn thử này không? Sao em? Miếng chiên nó còn xài được không? Nè, em bỏ vô cái hộc trong đó luôn em đợi lại cho chị. Sao? Ừ, em bỏ đó cũng được nữa. Em dính hả? Điện mình yếu, chấm nó lâu quá.
Hôm bữa giờ cháu tiền điện cho anh Phương chưa? Chưa. Rồi mai chiều. Làm rồi gửi tiền. Mai chiều gửi tiền cho chị luôn. Hôm qua chị qua chơi mà quên hỏi. Chị cũng không biết hôm nay có ai trả chưa nữa. Đang học tủ. Khóa được nha. Tại mấy học tủ này nhớ ngày xưa. Mỗi khi khóa phải gì. Xong hết học làm bên kia luôn mà bên kia nó bị lỗi rồi giờ về làm lại mấy học này hàng chút nữa hàng cũng đút đồ vô trong đó rồi cửa này cũng lớn sau cái phòng này vô được hả. Chắc mình phải chắc vô từng món nữa. Để nguyên thằng vô không lọt. Bên này. Bên này vô. Chọn bên này ra. Bên này vô.
xong giờ tạm ổn với cả nhà. Nay cái gian bếp ổn mà tạm ổn rồi cả nhà. Mình khóa lại rồi. Những cái đồ gì mình cần xài thì mình để ngoài, còn không cần xài thì mình đem mang dẹp hết. Những đồ mới của mình đem dẹp hết rồi để có khách lại cái mình lấy ra nha. Xong hết bây giờ cảm ơn các bạn, giờ mình cũng xin chào tạm biệt cả nhà nha, cả nhà giờ đẹp sao.